Minasan konnichiwa. Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong series đọc báo Nhật. Hãy, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là... Để biết là chủ đề gì thì chúng ta trước tiên hãy cùng nhau nghe qua một lượt bài báo này đã nhé. 外国人の仕事の環境を良くしてほしい。 国が建設会社に言う。 4月 から法律が変わって、前よりたくさんの外国人が日本で働くことができるようになりました。 日本で建設の仕事をする外国人は、これからの 5年で4万人になるかもしれないと言われています。 しかし、給料や仕事の環境に問題があって、 逃げてしまう外国人もたくさんいます。 国土交通省が調べると、 3月までの1年で3600人ぐらいが どこに行ったかわからなくなっています。 国土交通省は建設会社の団体に 仕事の環境を良くするように言いました。 会社は外国人が仕事を始める前に 給料や休みなどを説明する会に 行かせなければなりません。そして問題があって外国人が困った時には自分の国の言葉で相談できるところを紹介します。 Vậy là chúng ta đã nghe xong một lượt bài báo này rồi đúng không? Mọi người đã hiểu được phần nào chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào dịch từng câu một nhé. Trước tiên sẽ là phần tiêu đề. Tiêu đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là 外国人の仕事の環境を良くしてほしい. 国が建設会社に言う. Đầu tiên chúng ta sẽ xét về phần từ vựng. Chúng ta có từ 外国人 rất là quen thuộc là người nước ngoài rồi đúng không? 仕事 là công việc này. Từ 環境 này là môi trường nha mọi người nhá. Tiếp theo có từ 建設 là xây dựng này. 建設会社 mọi người nhá. Từ này sẽ đọc là 会社 là công ty xây dựng này. Ngoài ra thì ở đây còn có một mẫu câu, đó là mẫu câu VT hoshi. Động từ chia về thể T sau đó cộng với hoshi. Nó sẽ là mong muốn, hy vọng, kỳ vọng ai đó sẽ làm gì đó cho mình. Đấy nhỉ, hành động sẽ là người khác làm cho mình nhá. Thì câu này sẽ là gì nhỉ? Đất nước, chính phủ đúng không? Thì có nói với những công ty xây dựng là hy vọng đúng không? Mong muốn, hy vọng họ sẽ làm gì đấy? Làm tốt lên, làm cải thiện cái nhỉ? Cái môi trường làm việc của người nước ngoài. Ok, hãy chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài luôn này. 4月から法律が変わって前よりたくさんの外国人が日本で働くことができるようになりました. Như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi xem từ vựng trước nhé. Đầu tiên chúng ta có từ 法律. 法律 là pháp luật, đúng không? Tiếp theo 変わって変わる là thay đổi, biến đổi này. Ngoài ra thì có từ 働く, đúng không? 働く là làm việc này. Về mặt mẫu câu chúng ta có mẫu câu về được là có khả năng làm gì đó, có thể làm gì đó, đúng không? Ngoài ra thì ở về sau còn có về được yoni narimashita là trở nên, trở thành, nói về cái sự biến đổi trạng thái là từ không thể thành có thể hoặc là ngược lại. Ok, vậy thì chúng ta dịch câu này nhé. Đây có một về đúng không? Là bắt đầu từ tháng 4 thì pháp luật đúng không? Cái luật thì đã thay đổi, được thay đổi. Thì làm sao nhỉ? Thì những ở đây có người nước ngoài này, có rất là nhiều người nước ngoài làm sao? Có thể làm việc ở Nhật nhiều hơn so với trước đây. Mai yori. Cái yori này chính là cái dạng so sánh hơn kém ở N5 chúng ta có làm quen đúng không? Mình sẽ dịch lại cả cái câu này nhá. Tức là bắt đầu từ tháng 4 thì luật đã thay đổi đúng không? Là gì nhỉ? Có nhiều người nước ngoài có thể làm việc tại Nhật hơn so với trước đây. Ok? Hãy chú ý câu tiếp theo này. 日本で建設の仕事をする外国人はこれからの 5年で 4万人になるかもしれないと言われています. Về mặt từ vựng thì chúng ta thấy là đều là từ vựng quen thuộc rồi đúng không? Ở đây có tố いわれています, tức là người ta nói là, được nói là đúng không? Người ta nói là gì đấy? Những cái người nước ngoài làm cái công việc xây dựng ở Nhật, dịch từ dưới lên là được nhá. Thì làm sao? Thì 5年で, tổng 5 năm, trong vòng 5 năm từ giờ về sau đúng không? Từ giờ trở đi. Tức là trong vòng 5 năm từ giờ, chỉ tính từ giờ trở đi thì ở đây chúng ta có mẫu câu kamoserenai là có thể này. Có thể không chừng đưa ra cái phán đoán nhá, 50-50, có thể là như vậy, không chừng sẽ là như thế. Có thể sẽ lên đến bao nhiêu đấy? 4 vạn người, 40.000 người. Đúng không? Dịch lại cái câu này này, tức là người ta nói rằng thì là những cái người làm cái công việc xây dựng tại Nhật ấy thì trong vòng 5 năm tính từ giờ trở về sau đúng không? Thì có thể là sẽ lên đến 4 vạn người, tức là nhiều, đúng không? Ok, tiếp theo.
しかし、tuy nhiên này, 給料や仕事の環境に問題があって逃げてしまう外国人もたくさんいます。tuy nhiên là gì đấy? Có hai vế đúng không? À, 問題があって, tức là có những cái vấn đề gì đó, vấn đề gì nhỉ? Đầu tiên là vấn đề về 給料, là lương này. Thứ hai là 仕事の環境, chính là cái vấn đề về môi trường làm việc. Tức là do gặp những cái vấn đề về lương và những cái vấn đề về môi trường làm việc đúng không? Thế nên là cũng mố đấy, cũng có rất là nhiều những cái người nước ngoài làm sao? Nigete shimau. Nigeru là chạy trốn đúng không? Thì trường hợp này tức là có một số vấn đề về lương và môi trường làm việc, thế nên là có nhiều người nước ngoài đã bỏ trốn ra ngoài làm bất hợp pháp. OK chưa nhỉ? Hai, 次. 国土交通省が調べると3月までの1年で3600人ぐらいがどこに行ったかわからなくなっています。Chúng ta có cái 国土交通省, tức là cái bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch của Nhật. Tức là cái bộ này nó sẽ quản về tất cả những cái vấn đề về đất đai, cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch nhé. Thì họ có làm gì đây? 調べる. Tìm hiểu, điều tra đúng không? Thì trong một năm, nó tổng một năm tính đến tháng 3 năm nay này, thì có đến bao nhiêu? 3.600 người không biết đã đi đâu, tức là không biết đã trốn đi đâu. Họ ra ngoài làm mà bây giờ mình không biết, họ không xác định được là những cái người này hiện tại đang ở chỗ nào. OK? Hay, tiếp theo. 国土交通省は建設会社の団体に仕事の環境を良くするように言いました。Cái bộ này đúng không? Bộ đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch của Nhật. Thì họ đã làm gì? Họ đã nói imashita. Nói gì nhỉ? Nói với những cái đan tai là đoàn thể tổ chức này. Những cái tổ chức của những cái công ty xây dựng đúng không? Họ nói là gì? Hãy cố gắng cải thiện gì nhỉ? Cái môi trường làm việc. Tức là mong muốn những cái công ty xây dựng sẽ cải thiện hơn cái môi trường làm việc của mình. OK. Ấy. Đoạn cuối cùng này. 会社は外国人が仕事を始める前に給料や休みなどを説明する会に行かせなければなりません。À, công ty thì như thế nào đấy đúng không? Nhìn vào từ vựng thì chúng ta không thấy có từ gì mới cả. Có từ 説明 là giải thích, thuyết minh rồi đúng không? À, về mẫu câu, chúng ta có mẫu câu về なければなりません là phải làm gì đó này. Phải. Tiếp theo chúng ta có dạng ikase, chính là ikaseru nhá, là thể sai khiến, đúng không? Thể sai khiến là khiến cho này, làm cho này, cho. Vậy thì ở đây sẽ là gì nhỉ? Chủ ngữ ở đây sẽ là kaisha, công ty. Công ty thì phải cho đi, cho ai đi? Chính là những cái người nước ngoài trước khi bắt đầu làm việc ở Nhật ý. Cho họ đi đâu nhỉ? Đi tham gia những cái hội, những cái buổi giải thích về những cái vấn đề về chế độ lương là thứ nhất này, về chế độ nghỉ ngơi là thứ hai, vân vân, nado nữa đúng không? Được chưa? Tiếp theo câu cuối cùng này. そして問題があって外国人が困った時には自分の国の言葉で相談できるところを紹介します。Và そして đúng không? Và những khi mà toki niwa này, khi mà gì nhỉ? 問題があって có vấn đề gì đó, có trục trặc gì đó. Và gai có cử gì cả có mắt là toki, và những người nước ngoài gặp khó khăn đúng không, tức là những khi mà có vấn đề và người nước ngoài gặp phải khó khăn gì đó thì họ sẽ giới thiệu shokai shimasu này, giới thiệu những cái nơi có thể trao đổi bằng đúng không, bằng chính cái ngôn ngữ của đất nước mình. Đất nước mình ở đây chính là đất nước, cái nước của những cái người nước ngoài nha. Ví dụ là người Việt Nam ấy thì sẽ dùng tiếng Việt, tức là tìm đến những cái nơi mà có thể phiên dịch được tiếng Việt cho những người nước ngoài đó hiểu. Hay, OK, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài dịch của bài báo này rồi. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau ôn lại một chút từ vựng cùng với ngữ pháp đã xuất hiện trong bài báo này nhé. Đầu tiên sẽ là phần từ vựng này. Từ vựng đầu tiên sẽ là từ kankyo. Kankyo là môi trường. Số 2 là kensetsu. Kensetsu là xây dựng này. Samban là kyuryo. Từ này thì chắc chắn là không thể quên được rồi đúng không? Kyuryo là lương. Yonban desu ne. Yonban wa shōkai là giới thiệu này, shōkai trường âm nhé. Số 5 là hōritsu, hōritsu pháp luật này. Cuối cùng chính là kokudo kotsusho là bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch, khá là dài đúng không? Hãy chú ý là phần ngữ pháp. Ngữ pháp đầu tiên mà mình muốn các bạn nhớ ở trong bài này đó chính là mẫu câu veru hoặc là venai cộng với yo ni narimasu là biến đổi trạng thái trở nên trở thành, từ không thể thành có thể hoặc là ngược lại. Mẫu câu số 2 là kamoserenai. Kamoserenai là có lẽ,
không chừng có thể đưa ra cái phán đoán của mình về một sự vật sự việc nào đó mang tính chất là 50-50, tức là cái độ tin tưởng, độ tin cậy là không quá cao nhá. Câu số 3 là mẫu câu 前に. 前に. Vế đự danh từ no 前に, trước khi làm gì đó thì thế nào đấy, trước khi đi Nhật thì tôi làm hộ chiếu này, chuẩn bị tiền này hay gì đấy vân vân. Nhưng mà là toki là khi, lúc này. Năm, mẫu câu số 5 là mẫu câu về te shimau hoặc là de shimau, đúng không? Có hai nghĩa. Đây là hai nghĩa của nó nha, hai cách sử dụng. Đầu tiên là xong, tức là hoàn thành xong một cái việc gì đó. Mẫu câu cái nghĩa thứ hai của nó là thể hiện cái sự tiếc nuối của bản thân mình về một cái hành động nào đấy. Ok. Hay, ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài dịch ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau nhé. Bye bye.